tụi em đang có dự án làm một hệ sinh thái về trà. Và tụi em bắt đầu nó bằng trà sữa. Mở một cái lớp dạy về trà, xong đi học về trà thì có vẻ hơi lạ ở Việt Nam. Nhưng mà nó là nhu cầu. Nguyễn Đỗ Kim Thanh, sinh năm 1983 tại thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2014, tốt nghiệp Đại học Ngoại thương tại Pháp, trở về Việt Nam, làm việc tại lãnh sự quán Pháp, đến năm 2016 chuyển sang làm hướng dẫn viên tại Sasco Travel. Năm 2016 đến năm 2019, Kim Thanh trở thành tiếp viên hàng không. Với lòng đam mê trà Việt, từ năm 2014 đến nay, Kim Thanh đã thành lập và phát triển công ty Natural Leaf với thương hiệu Planchip Cha. Từ đầu năm 2021 đến nay, cô là thành viên sáng lập dự án hệ sinh thái trà Ecosystem Tea. Nam Cha là thương hiệu trà sữa xuất hiện đầu tiên trong dự án này. Với tầm nhìn nâng tầm thương hiệu trà Việt Nam và sứ mệnh đem văn hóa Việt Nam đương đại tới các bạn trẻ Việt Nam và thế giới thông qua trà Việt. Hiện nay, Kim Thanh là nhà cung cấp nguyên liệu trà cho rất nhiều hãng trà sữa nổi tiếng tại Việt Nam và trên thế giới. Planchip Tea tại 88 Phạm Ngọc Thạch, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh là nơi để chia sẻ với rất nhiều bạn trẻ Việt Nam giới thiệu về các loại trà của Việt Nam cũng như trên thế giới. Cây cà phê của Việt Nam ấy thì bây giờ cũng đã có tiếng ở trên thế giới rồi, và nó gọi là cây công nghiệp. Thế thì còn cây trà của Việt Nam thì người ta nghĩ đến cây trà là nghĩ đến người nông dân. Thế thì theo bạn là trà nó là công nghiệp hay nông nghiệp? Nó phải có nông nghiệp, nó phải có công nghiệp luôn chứ. Và nó cả thương mại luôn chứ. Nó phải đi nguyên một dải như vậy. Mình phải trồng ra trà, mình phải đầu tư ngay cái khúc đó, xong mình sẽ sản xuất nó. Mình sản xuất nó xong tới khi mình thương mại nó thì mình phải làm từ A đến Z. Như vậy mình sẽ không bị xuất thô nữa. Như vậy mình sẽ sử dụng được từ A đến Z cái nguồn nguyên liệu tốt của mình. Mình phải đầu tư cả ba cái đó, mình phải phát triển cả ba cái đó luôn. Có nghĩa là cái hình ảnh của người nông dân gắn với cây trà thì vẫn phải giữ nó, bảo tồn đúng đó rồi. Nhưng mà mình phải thương mại hóa nó. Và quy trình sản xuất thì phải công nghiệp hóa tốt, đúng rồi. Nó không phải nha, trà chỉ đừng có công nghiệp hóa. Có cái mình sẽ làm cho nó theo một cái production, tức là mình phải công nghiệp để cho nó sản xuất ra sản lượng lớn. Nhưng ví dụ như trà cổ thụ là mình phải bảo tồn, mình phải làm handmade, mình phải có nghệ nhân, mình phải làm rất là tỉ mỉ và tốn nhiều thời gian. Tại vì những cái loại trà đó nó đạt được đến một cực phẩm thưởng thức rồi thì nó sẽ có giới hạn và nó phải đòi hỏi rất là nhiều công sức công phu của những người nghệ nhân làm ra nó. Thì nó phân biệt cả hai, nó sẽ có một cái là công nghiệp nhưng mà nó một cái rất là limited, rất là giới hạn và đặc biệt của cái việc thưởng trà cao cấp. Thì hai cái đó nó phải khác nhau, nó không có được chung với nhau nha. Có một cái ngôi nhà mà có nhiều căn phòng ở trong đó để giới thiệu cho mọi người về trà thì bạn muốn cái ngôi nhà đó nó như thế nào? Wow! Một cái ngôi nhà giới thiệu về trà hả? Em sẽ có một cái vườn rất là lớn, cho dù nó đang ở Sài Gòn nha. Em sẽ có cái vườn rất là lớn và em phải trồng trà ở cái vườn đó. Phải có những cây trà xung quanh đó, mặc dù khí hậu ở đây khó khăn, đất đai khó khăn gì cũng phải trồng được những cái trà đó. Họ bước vô cái căn nhà đó, đầu tiên là họ nghe mùi trà. Thơm thì là thơm. Thì từng căn phòng họ đi nó sẽ có nhiều cách. Nó có thể là một cái bảo tàng, museum. Họ sẽ vô một căn phòng và họ thấy được những cái giống trà mà mình đang trồng ở Việt Nam. Mình sẽ giải thích cho họ những cái giống trà đó là như thế nào, nó du nhập vào đây như thế nào, hoặc ở đây nó có như thế nào. Sau khi họ thấy được những cái giống trà đó rồi thì cái phòng tiếp theo họ sẽ thấy được những cái mảnh đất và những cái loại trà đó nó được cắm trên những mảnh đất đó như thế nào và con người ở đó như thế nào. Tức là mình sẽ có những cái brief nhỏ để họ thấy được cái điều đó. Rồi cái tiếp theo nữa họ sẽ được ngồi xuống thư giãn và thưởng thức từng loại trà và sẽ có những cái bạn trẻ trả lời những cái câu hỏi của họ. Chỉ có bạn trẻ thôi à, không có nghệ nhân yêu trà? Bạn trẻ, khi mà một người trẻ nói á nó sẽ rất là hay. Người lớn cũng ok, tức là sẽ có những người rất là giỏi về trà, rất là có kinh nghiệm nói. Nhưng mà khi một mùa du khách thấy một bạn trẻ mà ngồi mà hiểu có thể hiểu về trà mà nói về trà vậy, hay lắm chị.
Em nghĩ là nếu mà những cái người nghệ nhân lớn mà nhìn thấy trẻ mà có thể họ dạy cho những bạn trẻ mà nói được như vậy với khách, họ cũng rất là vui, họ không cần nói luôn, họ để cho mấy bạn trẻ nói. Nhưng mà mình vẫn muốn nghe những người nghệ nhân họ có thể nói về cái cách trồng trà, cái cách pha trà, cái cách chăm sóc trà chẳng hạn. Dạ đúng rồi, thì nó khác nhau. Ví dụ người trẻ nói á, là người trẻ sẽ đưa cái niềm nhiệt huyết, cái tâm huyết, cái hiểu biết, nhưng mà lại không có cái kinh nghiệm, lại không có thể cái sâu, không có cái chất, không có những cái mà trà đã trải qua cuộc đời họ như thế nào. Tại vì đã đi đến những vùng đó và em ngồi em nghe những người nghệ nhân nói và em mê từ sáng tới tối luôn. Tại vì em nghe họ nói mà em nói wow, em cảm nhận được cái lúc mà họ làm trà, mồ hôi họ rớt xuống như thế nào, họ kiếm được từng cái đồng tiền để nuôi con cái lớn như thế nào, họ đã trải qua từng thời kỳ lịch sử của Việt Nam như thế nào, từ thời Pháp cho đến thời Mỹ, cho tới thời giải phóng vào và tới ngày hôm nay trà nó đã phát triển như thế nào. Có nghĩa là cả một cái đó thì chỉ có họ, người trong cuộc mới kể được thôi. Vậy thì trong cái ngôi nhà đấy nên có cả hai chứ nhỉ? Có cả hai, ok, đồng ý. Thì rất là dễ thương luôn. Đó, cái ngôi nhà của em nó sẽ là như vậy. Nó sẽ đầy mùi trà, chị sẽ thơm phức luôn. Trà là chỉ để uống thôi à? À, trà để làm đẹp nữa hả? Có chứ. À, em giới thiệu chị luôn. Này, giới thiệu cho vui thôi nha, là tụi em làm cái những cái như là tụi em sẽ có dầu rửa mặt từ tinh chất trà, là tụi em có giữ mặt bằng tinh chất trà luôn. Nhưng mà nó không phải là trà không nha, nó sẽ có những cái khác như là nó có lemongrass, nó có những cái tinh chất hoa, nó có một số tinh chất của những cái thực vật khác nữa, và mình mix lại mình làm ra. Và tụi em có cả luôn son nữa. Thì son luôn. Dạ đúng rồi. Đây là những cái nghiên cứu mà tụi em làm ra từ trà và những tinh chất của các loại thực vật khác nữa. Cái đó là để dưỡng môi. Để dưỡng. Tức là handmade ấy. Dạ handmade hết, làm tay hết. Tại vì chắc chắn là nhiều người thích lắm này. Mình rất thích dùng những cái thứ nó thiên nhiên như này. Bởi vì bây giờ mỹ phẩm cũng nhiều, nhưng mà phụ nữ mình dùng nhiều nó cũng dễ bị nhiễm trì, rồi bị ảnh hưởng đến da. Cái này nó tự nhiên lắm. Cái này mình không có sợ bị ảnh hưởng gì đâu. Màu cũng tự nhiên nhỉ? Dạ, nhiều màu luôn đó. Mình lấy những cái loại màu tự nhiên từ... Không mùi luôn. Tùy, nếu mà chị bỏ hoa vô thì nó có, sẽ có mùi. Có một chút mùi nhẹ nhẹ thôi. Ví dụ chị bỏ hoa hồng thì có mùi hoa hồng. Chị bỏ hoa cúc có mùi hoa cúc, tùy loại. Ví dụ như cái này thì giá khoảng bao nhiêu tiền? Bây giờ tụi em đang làm trong giai đoạn là mình nghiên cứu. Tức là mình chưa có tốn những cái phí đưa ra thị trường. Là sau này mà nếu tốn những cái phí để đưa ra thị trường thì có lẽ cái giá nó sẽ thay đổi một tí. Nhưng mà tụi em vẫn muốn được nhiều người sử dụng á. Nên là... thì lúc đó mình sẽ điều tra thị trường, không sao đâu. Chi phí marketing. Miễn sao là mình có sản phẩm tốt và cái giá mình tốt nhất thôi. Bình thường những cái loại son hiện nay mà phổ biến mọi người dùng ấy, thì nhập khẩu của nước ngoài nó tầm khoảng 800-900, 1 triệu hoặc triệu mấy. Cái dòng vừa, đúng. Đúng, nhưng mà nó cũng là ở cái dòng gọi là vừa chứ không phải là quá đắt, cũng không quá rẻ. Thì mọi người yên tâm dùng. Thì nếu như mà một cái sản phẩm mà nó liên quan đến chè Việt Nam mà nó thiên nhiên, mà nó có một cái giá tương đối tốt mà đảm bảo chất lượng, thì mình nghĩ là sẽ rất nhiều người thích. Hy vọng là như vậy. Còn những cái sản phẩm về chăm sóc da hoặc là tinh dầu từ chè nó cũng rất là tốt. Đây là một phần trong cái hệ sinh thái chè của tụi em á. Mình thấy là cái trà nếu mà dùng tự nhiên thì hầu như người Việt Nam mình là có một cái thói quen hay dùng trà để tắm cho em bé chẳng hạn. Hầu như mẹ nào cũng dùng để tắm cho em bé. Và trong cái trà này nó có những cái chất giống như là mình cảm giác như là nó kháng sinh ấy. Đúng rồi. Đấy. À, chị nhắc em mới nhớ tới một cái câu chuyện là lúc mà em đi ở ngoài Tây Bắc á. Lúc đó em nhớ là em đi lên Sùng Đô. Sùng Đô. Sùng Đô ở Văn Chấn, Yên Bái á. Yên Bái. Thì trên cái đường đi là mình đi xe hơi rồi. Thì mình phải dừng lại tại nó lên núi cao. Nó lên rất là cao và đường rất là khó nên đã đổ qua xe máy. Thì đang trên đường đi xe máy thì tụi em dừng lại nghỉ. Thì có cô bé đó, cô bị té. Em bé nhỏ lắm, chừng khoảng 3-4 tuổi thôi, bị té và chân chảy máu quá trời luôn. Và em không có thấy ai lo cho bé hết á. Cái em sợ quá em mới nhảy qua. Thì lúc đó trong ba lô là có băng keo. Cái em định em dán băng keo lên. Tức là em nhớ là em có oxy già luôn. Và em định lấy oxy già và em dán băng keo cho bé. Thì em định làm đó thì bé nó mới nói là không sao đâu cô, mẹ con sẽ nấu nước chè và rửa cho con. Em mới nói hả?
chị nấu nước chè rửa rồi hết hả con? Cái mẹ bé là người dân tộc luôn đi ra và nói không sao đâu cô, để đấy là họ sẽ dùng nước chè rửa và nó sẽ tự lạnh. Em làm chè mà em không biết chuyện đó. Đúng có rồi. Những cái từ từ mới khám phá ra cái đó để mình thấy là chè là một cái thuốc luôn, phương thuốc dân gian, một phương thuốc dân gian và người dân tộc họ sử dụng nó ở rất là nhiều cái khía cạnh trong cuộc sống mà mình không có biết được. Trừ khi mình ở đó, mình sống chung với họ, mình mới phát hiện ra. Vậy là trà này thì ngoài thức uống, nó có thể là góp phần giúp cho chị em phụ nữ làm đẹp. Và cũng có thể là một cái loại dược phẩm rất là lành tính, đúng không? Và chị ăn được luôn. Em có bạn ở Lâm Đồng. Thì bạn đó có một cái vườn trà rất là lớn, công ty rất là nổi tiếng. Thì khi em tới đó, bạn đó làm cho em món tempura, cái lá trà ô long á, chiên giòn lên như tempura của Nhật á. Trời ơi, nó ngon gì đâu á, lúc mà chị ăn vô là nó thơm mùi trà đầy miệng luôn. Mình chưa được dùng cái rồi, món đó bao giờ đâu. Mình có trà xong mình xào lên chung với tôm. Ngon thì là ngon luôn, có nghĩa là cái lá trà chị vẫn nấu ăn được. Chị vẫn làm ra được những cái món ăn rất là ngon. Làm rượu uống cũng được nè, ăn cũng được nè. Làm bánh cũng được nhá. Uống cũng được nè, làm cho sắc đẹp cũng được, chữa bệnh cũng được. Còn muốn gì nữa, đâu phải nào cũng làm được vậy. Nãy giờ là mình nói về cái búp trà nha. Thế còn cả cái cây trà thì có cái gì hữu ích với chúng ta nữa nhỉ? Ví dụ như là trái trà, hoặc là hoa trà, hoặc cái là thân trà. Cái trái trà là chị mới ép nó ra cái ôi, nó ra cái tinh dầu. Cái hoa trà thì tụi em vẫn chưa có thể sử dụng triệt để cái hoa. Cái điều gì mà bạn ấn tượng nhất ở các vùng chè của Việt Nam? Mỗi vùng nó có những cái câu chuyện, những cái kỷ niệm khác nhau. Nếu mà nói ấn tượng nhất thì em sẽ nghĩ đến là ở Tây Bắc. Tại vì đường đi của nó quá khó. Ví dụ như là em đi Bảo Lộc thì nó cũng đơn giản. Em đi Phú Thọ cũng đơn giản. Thái Nguyên cũng đơn giản. Mộc Châu, Mai Châu vẫn ok. Nhưng mà đến Tây Bắc là cả một vấn đề. Ví dụ như là đường đi Tà Xùa thì lần đó em đi là đi xe hơi, thì cái đường đi đó lúc đó đang sủa và rất là cực, để lên được gần tới đỉnh á là tụi em tốn gần nửa tiếng đến 40 phút, và đường đi rất là cực, phải đỉnh núi ấy. Lên cũng không phải là đỉnh núi nữa, lên tới cái đỉnh mà có trà mà em muốn, tức là trà cổ đó, 300-400 năm gì đó. Cái ấn tượng của mình là rất là đẹp và mây xung quanh như là mình đang ở trên trời vậy đó. Nhưng ngược lại cái đường đi rất là khó chịu và chị mệt. Nó dập dềnh lắm, là đường nó không có đường xi măng mà là đường đá, và có lúc thì lại nước, rất là nhiều sình bùn và nó ngập ngừng. Nhiều khi mình nghĩ là cái xe của mình nó lún xuống và nó không nhúc nhích được, mà xe hơi mà không đẩy được là bị stuck ở đó luôn. Thì cái đường đi nó rất là khó chịu và mình ngồi mình cảm thấy mình chóng mặt, mình cảm thấy mình buồn ói, mình cảm thấy mệt lắm, rất là mệt. Nhưng mà vì cái mục đích là mình phải lên được cái đỉnh đó để mình coi trà và mình thử trà, nên là mình sẵn sàng, mình chịu. Và khi mình nhìn ra thì mình cảm giác phong cảnh nó quá đẹp đi, mình dừng lại mình chụp hình, mình dừng lại mình thưởng thức cái không khí trong lành. Thì cái đó là một cái ấn tượng rất là đặc sắc trong đầu của em, tại vì em thích trà đó nữa. Ngoài ra thì có cái chuyến đi là ở Sùng Đô, Văn Chấn, Yên Bái. Thì cũng giống như hồi nãy em có chia sẻ là mình đi bằng xe hơi, sau đó mình đi bằng xe máy, sau đó mình đi bộ, là cái đường đi nó rất là khó và mình tốn rất là nhiều thời gian, và lên đó là ai cũng mệt nhoài hết. Nhưng mà để thấy được cái cây trà 600 năm, cây trà cổ, và mình đứng đó mình cảm thấy không khí và mình nghe cái hương trà, mình được thưởng thức cái trà,
thì bao nhiêu những cái mệt mỏi đó nó tan biến hết, nó không có còn miếng gì mệt mỏi hết. Và những cái khoảnh khắc đó là nó rất là ngắn nhưng mà nó nhớ rất là lâu và trải nghiệm, và nó là cái mà không bao giờ mình quên được hết. Thì những cái chuyến đi đó là những cái chuyến đi mà mình trải nghiệm, mình học hỏi. Và mình nghĩ với cái kiểu sức khỏe của mình là mình không có chịu được đâu, nhưng mà không phải mình chịu được hết á. Tới lúc mà đã làm rồi, đã đi rồi là chịu được hết và vượt qua được hết. Thì nó cũng là một dạng thử thách bản thân. Thế còn con người ở những cái vùng đất đó thì như thế nào? Họ, cái tình yêu của họ đối với cây chè như thế nào? Đó là một phần cuộc sống của họ rồi. Họ coi chè như là linh hồn, như là tinh thần của vùng đất ấy nhỉ. Và có những vùng á, cây chè còn được gọi là thần linh luôn. Tức là họ có những cái ngày và họ cúng và họ coi chè là cái nơi để họ cầu nguyện luôn của những người dân tộc á. Thưa quý vị, ngày nay thì giới trẻ rất là thích thưởng trà theo cách của mình, đó là dùng trà sữa. Và ở rất là nhiều quốc gia thì trà sữa trở thành một ngành công nghiệp và một cái ngành có thể mang lại nguồn thu nhập rất là tốt. Và ở Việt Nam thì cũng rất nhiều bạn trẻ đang rất là thích trà sữa. Vậy thì không biết là Thanh có cái ý tưởng gì về việc có thể kinh doanh trà sữa và có thể giúp nó lan tỏa đến cho nhiều bạn trẻ ở Việt Nam. Nhưng mà phải là trà theo cách của Thanh ạ. Thì em có chia sẻ là tụi em đang có dự án làm một hệ sinh thái về trà. Và tụi em bắt đầu nó bằng trà sữa. Nhưng mà trà sữa Việt Nam thì nó sẽ như thế nào so với trà của Đài Loan hay là trà sữa trên thế giới mà bạn đã từng đi và trải nghiệm? Câu hỏi của chị rất là hay, tại vì tụi em đang tập trung phát triển cái phần đó. Thứ nhất là tụi em sẽ làm một ly trà sữa mang một cái phong cách và một cái hương vị rất là Việt Nam, bằng những nguyên liệu của Việt Nam, bằng những cái cách pha chế, bằng những cái loại trà của Việt Nam. Thì cái đó tụi em đã có nghiên cứu rồi và tụi em sẽ đưa ra thị trường. Và cái đó nó sẽ khác những cái loại trà của Đài Loan, nó sẽ khác của Trung Quốc, nó sẽ khác của Nhật Bản, chắc chắn là sẽ khác. Tại vì uống vào ly trà đó sẽ biết mình đang uống một cái hương vị gì đó của Việt Nam. Ý tưởng rất là hay, bởi vì là các bạn nhỏ nhà mình là fan của trà sữa. Nhưng mà như bạn lớn nhà mình mới 12 tuổi thôi, hàng ngày đang dùng trà sữa thì một ngày lên YouTube nghe một cái phóng sự nào đó về trà bẩn hoặc là trà sữa có độc tố thế này kia thì là về ngày mai say no luôn, không dám dùng nữa. Thế bây giờ thì ngay cả mình cũng thích trà sữa, nhưng mà bây giờ bạn sẽ làm như thế nào để cho mọi người thấy rằng là cái trà sữa Make in Việt Nam đó nó lại có một cái gì rất đặc trưng và nó phải an toàn nữa. Đúng rồi, nó phải an toàn. Cái đó rất là quan trọng. Tụi em sẽ có là trà phải thật, trà phải sạch, trà phải tươi, trà phải đúng nguồn gốc thì tụi em mới lấy về dùng. Tại vì trước khi mà mình làm trà sữa thì giống như chia sẻ với chị từ nãy tới giờ là em đã nghiên cứu và yêu quý trà và đã đi khắp nơi để cùng người dân ở đó làm trà, cùng người dân ở đó thử trà. Nên những cái nguồn nguyên liệu của tụi em là chính bản thân em đã đi đến đó và đã kiểm nghiệm và đã uống, thì cái trà sữa tụi em ra sẽ từ những cái nguồn nguyên liệu đó. Nên những bạn trẻ hoặc là phụ huynh của những bạn trẻ có thể thấy được những cái việc đó và tin tưởng được tụi em từ cái nguồn gốc trà. Mình cũng hy vọng là sẽ có một loại trà sữa của Việt Nam mà mang thương hiệu riêng của bạn, mà nó an toàn và nó gần gũi để nhiều người có thể sử dụng nó mà yên tâm, mà cũng không cần phải suy nghĩ là nó nhập khẩu từ đâu. Trà tụi em sẽ dùng của Việt Nam, sữa của Việt Nam, những cái topping, những cái mà làm vui á, mình ăn như là trân châu, như là xương sáo, như là xương sa, như là những cái trái cây mình đều làm của Việt Nam hết. Nên là không sao, tụi em sẽ làm một cách rất là an toàn cho mọi người cùng yên tâm. Ở trên thế giới thì có một số quốc gia có cả trường đại học hoặc là một số khoa đào tạo chuyên về trà để giúp cho nhiều người có thể hiểu về ngành trà. Tuy nhiên thì ở Việt Nam thì chưa có một trường đại học hay là cao đẳng hoặc là trung cấp nào đào tạo về lĩnh vực này. Vậy thì ở thành phố Hồ Chí Minh có một quán trà có thể giúp cho mọi người đến đấy để lắng nghe, chia sẻ với nhau về trà Việt Nam. Bạn chia sẻ gì ở trong những cái buổi gặp gỡ các bạn trẻ về trà? Tụi em có làm những cái workshop để tụi em chia sẻ những cái kiến thức về trà. Vì ở Việt Nam của mình không có một cái trường dạy rõ ràng
không có một cái nơi mà mình nói là mình muốn học bài bản về trà mình tới mình học. Nên tất cả những cái kiến thức mà em có được cho đến ngày hôm nay, em phải thành thật nói ra là em cũng không học trường lớp, nhưng vì mình đã đi học mà mình đã học ở nước ngoài á, thì nước ngoài chỉ cho mình một cái cách là mình phải biết do research, tức là phải tìm kiếm thông tin theo một cái logic rõ ràng, theo một cái bài bản rõ ràng. Thì em đi tìm thông tin bằng cách, thứ nhất là em đi tới những vùng trồng trà, em ở đó với người dân và em học về trà. Ví dụ như là ở Tân Cương Thái Nguyên thì họ rất là giỏi về trà xanh và họ làm thủ công, thì mình tới đó mình học của họ là chính xác nhất, không có gì sai hết. Mình muốn biết về cái loại trà nào thì mình tới cái vùng đó mình học cái loại trà đó, là học thực tế. Cái thứ hai là em nghiên cứu bằng sách vở, em order những cái cuốn sách từ nước ngoài về để em đọc và em so sánh kiến thức. Có nghĩa là mình sẽ có rất là nhiều nguồn thông tin và mình phải tổng hợp lại những nguồn thông tin đó để mình đảm bảo là nguồn thông tin của mình đúng, và mình lấy cái thông tin đó mình áp dụng vào thực tế coi nó có đúng hay không, thì mới rút ra được cái để mình có thể chia sẻ được những bạn trẻ, là cái thứ hai. Và cái thứ ba nữa là cái mình có Google. Tất cả những cái question nào, những câu hỏi nào mình đặt ra, mình phải đặt rất là nhiều câu hỏi, mình phải rất là tò mò, mình phải rất là kiểu phải soi mói nó cho bằng được, và mình tìm kiếm và mình rút ra được những thông tin chính xác nhất. Thì từ ba cái nguồn đó tụi em làm ra được một cái giáo trình nho nhỏ để tụi em có thể chia sẻ được với những cái bạn mà thích về trà. Nhưng mà nếu nói về mở một cái lớp dạy về trà, xong đi học về trà thì có vẻ hơi lạ ở Việt Nam. Nhưng mà nó là nhu cầu, bây giờ có. Tức là nhiều bạn trẻ đã liên hệ với em để muốn học cái lớp đó, để muốn tới để nghe chia sẻ. Và cái điều đó rất là hay và em rất là vui. Thì một mình em không thể làm được cái chuyện đó, mình phải có một tập thể cùng làm. Thì hiện giờ ngoài việc là em chia sẻ những kiến thức mà em đã tổng hợp, thì em có mời chuyên gia. Ví dụ em làm một cái buổi về trà Nhật thì em mời một cái người chuyên gia về trà Nhật để trao đổi. Em làm một cái buổi về saffron của Ấn Độ thì em mời một chuyên gia saffron của Ấn Độ tới chia sẻ. Ví dụ nếu mà em làm cái vùng trà của Tân Cương Thái Nguyên đi, thì em sẽ mời cái bạn làm trà chung với em ở đó để tới chia sẻ. Cái đó là cái thực tế và cái rất là chính xác để chia sẻ, và mình rất là vui để mình được làm cái chuyện đó. Làm cho cái chia sẻ này nó có chiều sâu. Đúng rồi, rất đúng nhiều. Rồi. Thực sự là lâu nay thì mình uống trà nhưng mà ít ai có cái thời gian để đi tìm hiểu về nguồn gốc lịch sử hoặc là về cây trà Việt Nam. Ngay như là mình đây cũng nghe về mọi người nói là có những cái loại trà ướp với những cây hoa hồng, giống như là hoa hồng cổ ấy. Thì trà cổ với lại hồng cổ mình nghĩ cũng là một cái rất hay, nhưng mà mình cũng không hình dung là ví dụ như hoa hồng cổ thì nó khoảng bao nhiêu năm thì ngon, rồi trà bao nhiêu năm thì ngon. Thì cái đó là tụi em đang nghiên cứu và tụi em muốn đưa ra những cái loại trà nó đặc biệt giống như vậy á, cho mọi người cùng thưởng thức. Thưa quý vị, ở trên thế giới thì có rất là nhiều quốc gia có những loại trà nổi tiếng, ví dụ như là ở Trung Quốc, Ấn Độ hay là một số quốc gia khác. Việt Nam hiện nay xếp thứ 5 đến thứ 7 trên thế giới về xuất khẩu trà. Thế nhưng mà thương hiệu trà Việt Nam thì lại chưa có chỗ đứng đặc biệt. Vậy thì chúng ta sẽ phải làm như thế nào để có thể có một chỗ đứng cho cây trà Việt Nam? Làm thế nào để xây dựng được một thương hiệu trà Việt, made in Việt Nam mà nó có tiếng? Thì bạn có cái điều gì mà muốn chia sẻ với mọi người? Đó là cái hoài bão của mình và của tập thể những bạn đang làm chung với mình. Đối với cái thời đại 5.0 bây giờ, nó cũng không có quá khó để cho mọi người có thể tiếp cận thông tin được. Nhưng mà cái việc mình mang được cái trà đó đến cho họ và họ mua nó và họ sử dụng nó trong nhà là cần một cái quá trình về sản xuất từ người nông dân cho đến việc mình làm bao bì, cho đến việc mình làm thương hiệu, nó đi cả một cái quá trình đó để đưa đến tay người tiêu dùng trong nước cũng như ngoài nước. Trà Việt Nam là có, trà Việt Nam là ngon, vùng trồng trà có, cái đó mình tự tin. Chỉ có một cái là mình làm thương hiệu, giới thiệu nó chưa có một cái cách nào nó hay đủ. Thì tụi em đang làm cái chuyện đó, tụi em đang có những cái cách mang nó ra thế giới. Tại vì chị sẽ, mỗi quốc gia sẽ có những cái nổi tiếng riêng. Ví dụ như là Hàn Quốc, họ mang cái văn hóa của họ bằng phim ảnh. Nhật Bản thì họ có những cái món ăn ngon. Thì khi nhắc tới Việt Nam mình, họ phần lớn nha, em nghĩ chắc là họ sẽ nghĩ tới chiến tranh hồi xưa. Tiếp theo, nếu về món ăn á, thì họ sẽ có thể nghĩ tới phở.
cà phê phin. Như vậy tụi em có thể thêm vào trà nữa bằng cách tạo cho nó một cái phong thái rất là mang hồn Việt ở một cái thời đại 5.0. Thì cái cách của tụi em nó sẽ rất là hay, và hy vọng rằng có dịp chia sẻ với mọi người. Mình thấy bạn là có vẻ là sáng nói đến trà, trưa nói đến trà, tối nói đến trà cũng không chán. Và cũng có một vài cái ngoài trà ra thì bạn cũng thích thêm một vài thứ khác nữa. Thế thì không biết là tình yêu về trà của bạn thì nó có thay đổi theo năm tháng hay không? Bạn có bao giờ nghĩ đến điều đấy chưa? Tình yêu về trà nó không thay đổi đâu. Tại vì nó đã đi sâu vào tâm hồn của mình rồi. Nó đã đi sâu vào những thói quen hàng ngày rồi. Nó đã đi sâu vào máu của mình rồi. Và nó là cả một cái hoài bão về sự nghiệp của mình rồi. Nên là chắc chắn là nó sẽ không thay đổi. Mình có thay đổi hồi xưa, tức là mình làm rất là nhiều ngành nghề khác nhau, nhưng mà cái tình yêu dành cho trà nó khác những cái đó. Nó là một cái lòng tự hào dân tộc. Nó cả là một cái gì đó mà mình muốn cuộc đời của mình mang ý nghĩa và để lại. Nó lớn lắm, trong lòng mình nó lớn lắm. Nó không có bao giờ thay đổi và phai nhòa đâu. Mình không biết là bạn có chắc không nha, nhưng mà tình yêu con người còn có thể thay đổi. Tình yêu con người có thể thay đổi, tại vì con người với con người nó có sự thay đổi, còn trà nó không có thay đổi. Rất là cảm ơn về những cái chia sẻ tuyệt vời của bạn về cái tình yêu của bạn đối với cây trà Việt Nam. Và mình cũng hy vọng rằng trong thời gian tới đây sẽ có một cái sản phẩm trà mang thương hiệu riêng của bạn và mang cả tình yêu của bạn ở trong đó, để có thể lan tỏa tình yêu trà đến rất nhiều bạn trẻ Việt Nam cũng như là nhiều khách quốc tế. Xin cảm ơn bạn và chúc cho dự án của bạn sẽ thành công và chúng ta sẽ có thể đón chào những cái thương hiệu, những cái sản phẩm tốt nhất về trà đến mọi người. Dạ, cảm ơn chị, và tụi em hứa là tụi em sẽ cố gắng làm tốt nhất cái công việc này. Và tình yêu trà nó không có chỉ là lớn đối với em, và tụi em sẽ lan tỏa cái tình yêu trà đó đến cho những bạn trẻ, cho đến tất cả những người Việt Nam cùng yêu nó chung với tụi em. Sẽ cố gắng hay là sẽ chắc chắn? Vừa cố gắng mình vừa chắc chắn luôn. Cái chắc chắn nó hơi, tại vì mình không quyết định được tất cả mọi vấn đề, nên sự cố gắng một cách chắc chắn. Chúng ta sẽ phải hy vọng vào những điều tốt nhất, đúng không? Và tụi em cần sự hỗ trợ. Mình vừa hỗ trợ về tinh thần mà mình vừa hỗ trợ về mọi thứ. Khi mà tụi em bắt tay vào, mọi người sẽ ủng hộ, mọi người sẽ giúp đỡ, mỗi người một tay. Chứ cái gì mà mình làm một mình á thì nó đi nhanh nhưng mà nó không có đi xa được, đúng không? Bây giờ em muốn vừa đi nhanh vừa đi xa luôn, và em cần sự hỗ trợ của những ai quan tâm tới trà, những ai cùng yêu và tự hào dân tộc giống như em. Cảm ơn quý vị khán giả đã cùng lắng nghe câu chuyện rất là thú vị của chị Thanh ngày hôm nay. Và xin đừng quên hãy ủng hộ kênh của chúng tôi bằng cách là nhấn nút subscribe cũng như là nhấn vào nút chuông ở phía dưới để có thể theo dõi những video mới nhất ở trên kênh của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!